Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Bitcoin. Thì ở nội dung video này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một đồng tiền ảo có tên là IOTA. Thì cũng như những video trước, thì mình cũng sẽ đi qua 3 phần. Thì thứ nhất là những khái niệm của đồng tiền ảo IOTA. Thứ hai là những giá trị của nó. Và thứ ba là những thông tin nằm trên hệ thống của đồng tiền ảo IOTA này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi đến những khái niệm của đồng tiền ảo IOTA. Thì IOTA là gì? IOTA hay còn gọi là MIMOTA là một đồng coin phát triển dựa trên nền tảng của công nghệ blockchain, nhưng phương thức hoạt động của nó khác hẳn bởi sự thay đổi toàn bộ thuật toán của cuốn sổ cái này bằng một thuật toán khác có tên là Tangle. Với Tangle, IOTA sẽ không có block, không có chain và cũng không có miner, nói chung là khác biệt với hết thảy những blockchain còn lại. Điều này đã tạo nên sự khác biệt hơn so với những loại coin khác. Sự ra đời của IOTA xuất phát từ vấn đề thế giới có quá nhiều các thiết bị kết nối với nhau thông qua một mạng lưới Internet, và cũng vì số lượng quá nhiều chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng suy yếu tốc độ truy cập dữ liệu. IOTA hoàn toàn có thể giải quyết được tình hình khó khăn này bởi microtransaction, giúp cho việc truyền tải giữa các thiết bị được nhanh nhất có thể. Thì tính năng của IOTA này như thế nào? Thứ nhất, giao dịch không tốn phí. Công nghệ blockchain sẽ giúp cho chúng ta có thể chuyển tiền được từ ví này sang ví khác, nhưng chắc chắn sẽ phải mất một khoản phí nhất định nào đó. Cái này thường được gọi là network fee. Các mức phí là cao hay thấp đều phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của các bạn. Nhưng với IOTA sẽ không hề tính phí giao dịch này. Đó chính là yếu tố cốt lõi mà công nghệ Tangle đã mang lại. Cái thứ hai, về khả năng mở rộng, thì xử lý được nhiều giao dịch cùng một lúc, không giới hạn số lượng, có thể nói là gần như vô tận. Tốc độ giao dịch tăng lên khi số lượng người dùng tăng lên, chỉ tính năng này thôi thì cũng đánh bại được các đồng coin khác rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có nên đầu tư vào đồng IOTA này không? Với những gì mình đã nói ở trên thì cũng đủ thấy được lợi ích và giá trị của nó mang lại hữu ích như thế nào. Nếu bây giờ các bạn có dư vốn sẵn thì việc đầu tư vào nó ngay lúc này chính là một cơ hội lớn cho các bạn trong tương lai về sau. Hoặc các bạn cũng có thể trade coin, tức là lướt sóng, đối với đồng IOTA này, sẽ dễ dàng thấy được khối lượng giao dịch của IOTA trong 24 giờ là vô cùng lớn. Một thông tin mà các bạn chắc chắn sẽ quan tâm đó là năm 2018 này, hai tập đoàn lớn là Microsoft và Samsung sẽ cùng bắt tay hợp tác với IOTA để phát triển thị trường dữ liệu. Nên năm 2018 này dự sẽ là một năm mà IOTA được sáng rực, được tỏa sáng rực rỡ hơn. Và các thông tin khác thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên trang web coin.com. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang đến phần thứ hai, đó là những giá trị của đồng IOTA. Trước tiên các bạn cần truy cập vào trang web coinmarketcap.com. Thì đây là một trang thông tin mạng, thông tin về các loại tiền ảo lớn nhất trên thế giới. Thì hiện nay trang CoinMarketCap này đã list trên hơn 800 loại coin, từ lớn đến nhỏ, cũ mới cũng có. Và IOTA cũng là một trong số đó. Và trên trang CoinMarketCap này thì các thông tin về giá trị, về sự biến động của đồng tiền này được liệt kê ra rất là rõ và được cập nhật thường xuyên 24/7 giờ. Và kèm theo đó là các thông tin như website chính của nó, về các thông báo mới nhất, về bản tin, về trò chuyện. Các bạn cũng có thể trò chuyện trực tiếp với hệ thống ở trên này luôn. Ở đây cũng có mã nguồn. Rồi ok, như vậy thì giá trị của đồng IOTA này như thế nào? Thì hiện tại đồng IOTA này được xếp hạng thứ 3, tức là xếp hạng thứ 9 những đồng coin giá trị nhất trên thế giới mà được trang thông tin CoinMarketCap này thống kê. Giá trị hiện tại của nó là 3,8 đô la, tương đương với 0,000258 BTC. Và cái mức mà nó đang hiện tại của nó là đang âm 5,38%, một sự suy giảm hơi nhẹ. Tổng vốn hóa trị của đồng tiền này là rất là cao. Các bạn hãy coi cái số liệu của nó như thế nào nhé. Ở đây đến 10.569.163.301 USD, tương đương với 700,664 BTC. Các bạn thấy không, ở đây là con số rất là lớn. Dường như là cái xếp hạng này rất là tương xứng với nó. Và khối lượng giao dịch hiện tại của cái đồng coin này trong 24 giờ là lên đến 295.410.000 USD, tương đương với 19,584 BTC. Mà lượng người dùng tham gia vào thị trường IOTA rất là nhiều.
chúng ta sẽ đi đến chi tiết về cái biểu về cái sự biến động của nó trên thị trường này như thế nào. Ở đây các bạn hãy vào tracks, tracks tức nghĩa là biểu đồ biến động giá trị. Thì ở đây là hệ thống đã thống kê cho các bạn từ ngày 13 tháng 7 năm 2017 cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2018. Và các bạn có thể xem ở nhiều cách xem như là ngày, tháng, hạt năm, tùy theo cái cách mình xem sao cho nó phù hợp là được. Thì ở đây về cách xem giá trị của nó, các bạn hãy xem ở cái phần dưới, tức là vào ngày 26 tháng 7. Ngày 26 tháng 7 thì giá trị của đồng tiền ảo IOTA này không có gì là đặc biệt cả. Nó vẫn nằm ở mức là dưới 1 đô la. Và cái tốc độ phát triển của nó rất là bình thường. Nó biến động không có nhiều. Nó tạo thành một cái làn sóng nhẹ như là một đường thẳng. Tuy rằng nó là đường thẳng, nhưng mà nó cũng có một cái tiền đề. Nó vẫn ở đâu đó tiềm ẩn một cái sự trỗi dậy vô cùng lớn. Để rồi đến tháng 11 và tháng 12 nó tạo nên một cái bước nhảy bật đó, giống như nó đang gồng mình, sau đó là nó vươn lên rất là mạnh mẽ ở trên mức là trên 4 đô la như các bạn thấy ở trên biểu đồ đây đó. Nó vươn lên một cái mức rất là mạnh ở nằm trên mức 4 đô la. Mình đã chuyển sang cái mốc thời gian khác rồi. Mốc thời gian nằm ở ngày 2 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017. Để mình điều chỉnh lại. Cái này là tại mình bấm vào nó bị nhảy. Đây là ngày 10. Hôm nay là ngày 9. 09. Đó, các bạn có thể ở cái mục này, các bạn có thể tự tùy ý điều chỉnh. Điều chỉnh mà không cần nhất thiết là phải theo cái sự mặc định của hệ thống đâu nha. Đó. Thế này. Và mình coi tháng 2 năm 2017 đi. Đó. Đó. Nó tự nó nhảy luôn. Ê. Không được. Đó. Ngày 09. Ngày 01. Ok. Nó không nhảy được. Chắc là do cái này mình bấm lộn vào nên nó tự nó nhảy thời gian. Kéo này nha, các bạn có thể điều chỉnh ở cái phần công cụ dưới này cũng được. Đó, như vậy mình sẽ dễ coi hơn, nó giống như cái lúc ban đầu. Đó, nó nằm ở mức này từ ngày kia đến tháng 9, 9 tháng 1 tức là ngày hôm nay nè. Nhưng mà mình nếu mình kéo dài đã được thì nó sẽ đi trở lùi giật lùi về quá khứ. Đó, nếu mình giật lùi lại cho nó rộng cách nhìn nó sẽ tổng quan hơn. Các bạn cũng có thể điều chỉnh trên này được nha. Đó. Như thế này nè. Thì cái tốc độ phát triển của nó lúc ban đầu, thời gian khoảng ban đầu thì nó không có gì đặc biệt cả. Nhưng khi đến tháng 10, tháng 11 thì nó có một cái bước tăng trưởng. Xong rồi nó tạo ra một cái tiền đề để đến tháng 12 năm 2017 nó lao vút lên đến đỉnh luôn. Đó, tại đây nó tạo ra một cái giá trị là 5 đô la trên một IOTA. Sau đó nó lại lao xuống, nhưng mà cái mức lao này nó không phải chạm đáy mà nó lao đến ở một cái mức ngưỡng là trên 3 đô la. Và như hiện tại giá trị của nó là nằm ở mức là 3,8 đô la. Tuy cái phần giảm nhẹ nhưng các bạn tin mình là cái đồng tiền ảo này trong năm 2018 này nó sẽ tăng trưởng hơn rất là nhiều, không phải chỉ dừng ở lại ở cái mức mà 3,8 đô la hay là trên 4 đô la này thôi đâu. Rồi, ngoài ra các bạn có thể vào phòng Markets. Tại phần Markets này nó sẽ liệt kê ra danh sách các sàn giao dịch mà đã niêm yết đồng tiền ảo IOTA. Thì hiện tại có rất là nhiều sàn, ví dụ như sàn Bitfinex nè, CoinOne, Binance nè. Đây là những sàn rất là lớn ở trên thế giới. Ở đây nó sẽ gồm các thông tin về các cặp tiền giao dịch
về các khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua, về giá trị và tỷ lệ khối lượng. Các thông tin này được cập thường xuyên 24/7 luôn, nên các bạn có thể vào trực tiếp ở đây mà coi, không nhất thiết là phải vào trực tiếp vào hội và sàn giao dịch để trước khi mình nghiên cứu. Nếu các bạn là người mới thì đây chính là một cái kênh thông tin rất là hiệu quả, sẽ mang lại cho các bạn nhiều lợi ích về các thông tin để các mình có thể nghiên cứu trước khi đầu tư một đồng coin nào đó. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã đi xong phần giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần cuối cùng, đó là về những thông tin trên hệ thống của IOTA. Thì các bạn truy cập vào trang web iota.org, đây là trang web chính thức của đồng tiền ảo này. Thì trang này nó là trang tiếng Anh và mình đã dịch ra sang tiếng Việt rồi. Thì ở đây các bạn nó sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều thông tin, chẳng hạn như là bản tin, tức là những tin tức nó cập nhật thường xuyên 24/7, và thông tin nhà phát triển và những nền tảng của nó rất nhiều. Đó, ở đây các bạn có thể tìm hiểu. Đó, các bạn có ở đây nè, các bạn bấm vào chữ tìm hiểu thêm thì ở đây nó sẽ đưa ra rất là nhiều thông tin cho các bạn để các bạn lựa chọn. Rồi ok, như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong về đồng tiền ảo IOTA, một đồng tiền ảo vô cùng tiềm năng tính tới thời điểm này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.